Vũ mời quý anh chị trở lại kênh của Nguyễn An Văn, đất miền Tây nha. Đổi tên rồi mà quên rồi. Mình đi nhấp ếch, cái đường này có không cả nhà? Đây, mò nhấp bằng mò nhái nha cả nhà. Bằng nhái nè. À, mò nhái đó, nhấp quay có hay không mình sẽ quay cả nhà xem nha. Nhấp ếch miền Tây cái lâu lắm rồi cả nhà, mười mấy năm nay Vũ mới nhấp lại nè. Đi cùng mình có thằng cháu mình nè, với con gái mình luôn. Đó. Ui 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 ui, đang còn nhảy nè. Đó. Đó. Rồi ướt cam luôn cái nè. Cái này là cách này bắt truyền thống ấy, lâu lắm mình mới đi nhấp lại đó nha. Hai con là con kia chạy rồi đã, đã. Em vô 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 rộng cái này. Wow, nhấp dính cá lóc luôn cả nhà ơi. Nhấp hết dính cá lóc mới ghê á. Kinh. Sao? Thằng đầu tiên cả nhà. Mình dính nhấp ếch và dính cá lóc. Nhấp mà nhái á. Lốn đập luôn nha. Ba lên dứt liền ghê. Đúng rồi, cái con này hay mang vải trước đây. Mình tưởng đâu là con ếch không à. Thẳng đây kìa. Ôi con ếch bự. Nghe em hổ gì vậy? Chạy đâu hả con? Ừ. Ham ăn ếch đực, cái đực cái nhà này cái hậu đó nè. Còn cái lỗ đen thui. À, đực thui thứ ba nha. Này tới mùa ở nhà, này chưa tới mùa. Tới mùa nhấp thấy ham lắm. Vô túi. À, nhấp hồi nãy giờ không có gì ở nhà, được ba con, được hai ếch nha, con cá lóc. Đây. Đó, ba ếch con cá lóc lên mở đèn flash cho cả nhà xem nha. Hai ếch con cá lóc. À. Hai ếch cũng chậm cả nhà. Đủ 200 khòe ăn ở nhà ơi. À, Vũ xin kết thúc clip đây luôn nha. Mùa này chưa tới mùa nhấp ếch nè, nhấp thử có hay không. Với mình kiếm ăn cho mùa dịch nè. Được hai con duy nhất. Với con cá lóc.